vang lên nhan nhá trong tim mình. Anh ơi, có anh Xoài ở đây không? Xoài nghe tin mẹ Bình á, về quê rồi em. Mẹ anh Xoài Bình hả? Bình chỉ là anh còn năng không? Anh cũng không biết nữa, để đợi Xoài lên coi tình hình như thế nào ha. Không biết khi mà anh Xoài mới lên là kỹ cho em cái bàn chi phí đi. Anh Xoài mà không kỹ á, là khách hàng họ hỏi là họ nói công ty mình không có rõ ràng trong cái chuyện chi phí, tiền bạc, tiền nóng, ảnh hưởng uy tín công ty mình quá. Thôi nè, để đi anh ký cho. À quên, anh là phó giám đốc, anh ký được mà. Nhà việc anh. Bây giờ ký chứ. À anh ký đây. Đây hả? À khoan. Anh ký bên ní đi. À khoan anh ơi, em lộn, anh ký chỗ ní thì đúng. Chắc anh ký đầu em luôn á. Làm như anh không biết vậy, nói giỡn với cô thôi. Chỗ ký chỗ này nè. À. Dạ, em hơi kỳ. Rồi đó. Dạ, cảm ơn anh. Ừ. Ôn vui quá xa là vui, trời ơi hên quá quá xa là hên luôn. Gì vậy? Tìm được chỗ chuyển giới hả? Anh này, chuyển giới mà em vui vậy hả? Chuyển giới em phải vui vậy nè. Trời ơi, được chứ, phải vui gì vui. Nè, đẹp không? Chú cha mà ơi, răng mà đẹp gì đứa he cho em miễn. Xin xỏ gì ở đây? Trời ơi, xin lung linh luôn vậy. Nhưng mà liên quan gì tới tôi đâu. Hồi sáng á, em mới chat với chị bạn em thì mới biết được chị này là trong cái group là tìm bồ bốn phương. Mà ta nói nha, chị này nè là xinh đẹp, nết na, hiền thục, đoan trang, mà giỏi việc nhà, mà đảm luôn việc cơ quan. Nói chung là công dung ngôn đức hạnh trọn đời. Chị thờ chồng giữ gìn tiếng sạch trong là chị có hết á. À, con gái có bụng cãi thôi, công dung ngôn hạnh không có đức mất. Cái đức ở đâu ra vậy, tập tạ hả? Đức ở đây là đạo đức á. Người ta nói là có đức mặc sức mà ăn, hiểu không? Đức là cái gốc á, hiểu chưa? Không phải mô, anh phải coi lại mấy cái người mà hoàn hảo giống đi á, là không có trên đời đi mô. Là có dư họ xào mình đó, cái đi không có thiệt mô. Vô duyên hả? Nhưng mà cái vấn đề anh nghĩ là cái người đẹp như vậy á, chắc là diễn viên hay nghệ sĩ nó nổi tiếng rồi, ăn rồi 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 em biết rồi, lấy hình của diễn viên ca sĩ cái màu mô rồi bỏ vô đó. Thì ba cái ảo này nè, tin chi. Bánh bèo lanh dễ sợ luôn á. Nếu như mà hình nghệ sĩ á, là người ta nhìn thì cộng đồng mạng người ta phải phát hiện, đúng không? Là người ta phải tố lên rồi. Còn đằng này nè, là chị bạn của em là đã tìm hiểu chị này là 5 năm trời. 5 năm follow theo dõi một người. Thì nếu có ăn cắp hình là phải biết thôi. Hình của chị đó. Nhưng mà bây giờ hình của chị thì sao? Có liên quan gì tới công ty mình đâu? Nãy em nói rồi là chị nằm trong cái group là tìm bồ. Chỉ cần tìm một nửa còn lại của mình ở độ tuổi 33. Anh ơi, đẹp cỡ đi không có cần tìm tới công ty của mình. Tình yêu đến em không mong đợi gì, tình yêu đi em không hề hối tiếc. Trời ơi, tôi ước gì trong cái phòng này nó có một cái tủ luôn á. Tôi nhốt bà vô, tôi khóa là tôi giục chìa khóa ra ngoài biển thôi. Thiệt mà, chỉ có mấy người mà em nói tầm bậy. Điệp mà tạo nao quá à. Người ta không tìm được, người ta bây giờ mới công ty mình mới ra sức giúp đỡ. Đúng. Bây giờ là thưởng cho Tân nha. Tìm được một cái người đẹp xuất sắc mà bây giờ còn tạo cơ hội việc làm cho công ty của mình nữa. Tân là số 1. Người ta nói ở trên trời cao thì có thần cô biết. Còn ở công ty anh Tơ Hồng thì có Cao Thanh Tân. Bởi vậy bây giờ tất cả cái nhiệm vụ này á, Cao Thanh Tân hút hết. Ủa gái? Ừ. Tôi chờ bà nãy giờ luôn á. Trời ơi, có chuyện gì á mà gọi tôi ra gấp quá vậy? Thì ví dụ mà tìm bồ cho bạn đó. Ủa, công ty mày muốn gọi điện cho bà rồi hả? Ủa. Trời ơi, quá nhanh quá nguy hiểm. Bà biết không, sáng nay á tôi mới vừa xác nhận thông tin của bà cho bên công ty mai mối của bạn tôi. Nhưng mà tôi không có nghĩ á là công ty này xúc tiến một cách nhanh chóng như vậy. Thì khá là chuyên nghiệp đó. Tôi nói nè, ngồi xuống đây rồi tôi kể cái này cho nghe. Đi nhanh nhanh. Ok. Sao vụ gì kể tôi nghe coi. Thì
chính vì là cái nhanh như vậy á, cho nên tôi cũng thấy lo lắng, cũng bối rối nữa. Trời ơi, thì có gì đâu, bà cứ để cho công ty mai mối đó kiếm cho bà một chàng trai lý tưởng. Bà cứ tìm hiểu đi, được thì tiến, không được thì cho ăn. Có được không á bà? Thì nói chung á, bà cũng đừng có kỳ vọng quá. Nhỡ đâu đó không phải là duyên của bà thì đâm ra cũng thất vọng. Ừ, sao lên sớm vậy? Sao mới dưới vài ngày hay lên? Ở vừa chắc ông vừa bú bú rồi mà anh. Chuyến xe này là chuyến xe cuối cùng rồi, chở nữa không có xe cho nên anh tranh thủ lên luôn. Giữa nhà anh ổn hết chứ? Ừ, đúng là mẹ anh sao rồi? Mẹ anh ổn rồi, bệnh của người già cao huyết áp á mà. Đưa vô bệnh viện bác sĩ chăm sóc ổn hết. Rồi thôi, anh là dự nợ luôn đi, anh lên đây làm chi, chăm sóc mẹ anh quan trọng hơn. Công việc có tụi em lo mà. Đúng rồi đó, cái bệnh này coi gì chứ anh đừng ý y nghe, tái đi tái lại đó. Có anh chị anh chăm sóc rồi. Với lại á, chiều nay anh phải gặp bên báo cáo thuế. Mà hôm qua đi gấp quá chưa kịp bàn giao cho ca. Anh lên giải quyết hết rồi, một hai bữa nên về chăm mẹ cũng được. Rồi thì anh phải lên, anh không lên ai giải quyết cho anh? Đúng rồi, chẳng lẽ tụi mình giải quyết? Không được anh ơi, không được. Biết gì đâu. Biết cái chi mô của họ đuổi ra. Đúng rồi. À, ông ca đâu rồi? À, anh ca, anh đi lo mấy vụ mà quà cáp á, để cho các cặp đôi á anh. À. Hay là thôi đi. Cái bà này, người gì đâu á, mỗi lần nó thấy đàn ông là bỏ chạy mất dép vậy. Tôi nói cho bà nghe, bà là phải cảm ơn cái công ty mai mối đó, chứ để bà hả đi kiếm người yêu chắc là cóc mọc rau. Ê, có cần nói quá đáng vậy không? Biết sao không? Sao? Tại tôi thấy giờ á, yêu đương thực tế thấy cũng khó đến với nhau, huống gì là làm quen qua mai mối. Sao tôi thấy khó thành quá. Khó còn hơn không, đúng không? Tôi nói với bà rồi đó, tháng sau á là tôi sẽ theo chồng về dinh, lúc đó bà bơ vơ một mình thì đừng có gọi điện alo than phản với tôi ha. Biết rồi, tại á má tôi sợ tôi ế rồi cái má hối hoài nên tôi cũng lo lắng chứ bộ. Hay cha mẹ nào giờ này không như vậy chứ. Tôi á mà không bị cha mẹ tôi hối thúc cưới hả thì bây giờ tôi cũng chưa có tính cưới đâu. Hay lúc yêu á thì khoái lắm, đến lúc á mà tôi nghe cưới hả, ôi trời ơi, con gái đi lấy chồng như đánh bạc. Mà công việc bữa nay nhiều không? Trời ơi, ta nói bao nhiêu luôn anh à. Một mình em từ sáng tới giờ nha, là phải tự đi gặp khách hàng nè, sau đó set up cho khách hàng một cái cuộc hẹn liền ngay trong ngày hôm nay, rồi em chuyển hồ sơ của khách này qua bên khách kia. Quá trời quá đất, một mình làm hết tả xung hữu đột. Mà anh, bữa nay anh Tấn giỏi lắm, làm gì cũng được hết, tư sản tới chứ là làm giỏi lắm, mặt tái dư lắm. Giỏi, có quà, quà quê. Mang đi, chia cho mình ăn luôn. Thôi anh ơi, anh đương xã xa xôi lên đây còn mua quà chứ cho tụi em là mất công. Đúng rồi đó, đã đi một mình đã mệt rồi, còn phải ghé vô mua cái này cho mình nữa kia. Thôi, ê, cái này ngon nè, cái này ngon nè. Cái này hợp với... Thôi, đặc sản. Cái này em thích cái này nha, cảm ơn anh trời nhiều. Trời thích quá à. Cái này, cái này. Cái này cỡ đây. Ủa, cỡ. Sao có mì gói đây nữa anh? À, chắc cái gói mì hôm qua anh tính đem lên còn dư á, tính đem lên ăn tiếp. Alo, dạ xin nghe ạ. Dạ. Sao ạ? Anh Tơ Hồng. Thôi, bên công ty gọi. Nghe đi, trời ơi. Cứ nghe đi, nghe cho tôi. À, dạ. À, em Xuân đây ạ. Dạ. Đã tìm được người đàn ông để phù hợp nhu cầu rồi ạ. Trời, nhanh. À, dạ, em cảm ơn. À, dạ hẹn. Ủa sao ạ? Sao nhanh quá vậy? Gặp cho tôi. Ồ, dạ mấy giờ vậy? Anh có thể cho em cái địa chỉ với lại cái thời gian chính xác á? Đồng ý liền. À, dạ em biết rồi. Dạ sao ạ? À, công ty xin phép lấy cái ảnh để mà ghép đôi ạ. À? À, dạ em biết rồi. Dạ em chào anh. Dạ tạm biệt ạ. Dạ. Trời, bà phải nhanh như vậy chứ, tôi chịu đó. Hey, phải nhanh lên chứ, vội vàng lên chứ. Xuân ơi, Xuân tình non sắp già rồi. Giờ còn giỡn được nữa. Sao đâu. Sao mà sắp tới cuộc hẹn rồi,
tôi thấy nhanh quá, tôi run quá. Tôi sẽ làm quân sư cho bà, thấy không? Đó, cầu trời bà sẽ gặp được một anh trai mưa, rồi bà hốt liền về cho tôi. Cái gì? Hốt về cho bà hả? Không, lộn. Về cho tôi xin mặt thôi. Đùa thôi mà. Trời đất ơi, khổ ghê. Anh thấy hôm nay em bận áo màu gì không? Màu vàng. Chọn mặt gửi vàng đó. Công việc giao cho em là ổn hết. Ổn em à? Em không phải là chuyên gia tâm lý như hai anh, nhưng em đảm bảo là hai khách mà chiều nay gặp á, em set up cho chỗ mà cà phê sách là hoàn toàn hợp lý. À. Trời anh ơi, bữa nay làm mạt tay dữ lắm, khách mời gặp buổi sáng là buổi chiều ứng giao luôn. Ồ, giỏi vậy. Ông Mai mạt tay. Bà Mai, đừng gọi ông Mai. Thôi. Ông bà Mai gì cũng được. Bây giờ hai đứa ngồi ở nhà làm việc rồi ăn cho vui đi nha. Anh đi giải quyết một số công việc cái. Dạ. Không gấp thì anh lên đến nữa anh nghỉ ngơi cho có chi tìm lắm. Ừ, phải gấp chứ. Tranh thủ lên làm mà. Vậy nha. Dạ. Vừa về là phải làm việc, cực quá cực. Mà lúc nãy á, tôi nghe bà gọi cái vụ gì mà gửi ảnh vậy? Thì ba cái ảnh. Cái gì vậy? Chết rồi. Chết cái gì? Thì gửi ảnh đó mà, ảnh nó ảo quá à. Ảnh nào mà ảo? Thì ảnh tôi chụp bằng app đó mà tôi đăng lên trên status đó. Trời ơi, chụp app mà không ảo, chụp gì mới ảo? Trời ơi, bà không hiểu cái vấn đề hết á. Tôi nói là chụp ảnh ảo mà chụp bằng app nó ảo thì đúng rồi. Nhưng mà cái vấn đề là cái gửi cho cái người đàn ông mà ghép đôi với tôi á. Rồi lỡ anh gặp tôi bề ngoài vậy nè, rồi anh thấy cái hình nó ảo quá vậy nè, có khi nào ông ngã ngang không trời? Bởi vậy tôi nói bà hoài rồi, lâu lâu có đăng hình thì cũng đăng cái mặt thật mình lên một chút đi. Thì nói chung cũng không có gì. Có điều là nếu mà gặp một cái anh chàng hơi khó tính á, thì anh ta sẽ nghĩ mình lừa gạt, thì cũng không có ấn tượng lắm cho buổi gặp đầu tiên thôi. Tại tôi không có tự tin chứ bộ. Trời ơi, thì có sao đâu. Quan trọng á là con người thật của mình, đúng không? Bà nè, nhìn cũng ok. Về ngoại hình, bà tốt bụng, giỏi giang, đúng không? Nếu mà ai á mà không có tìm hiểu về tâm hồn đẹp bên trong của bà, thì coi như người ta mất cơ hội thôi, có gì đâu. Nhưng mà... Nhưng gì nữa? Thì tại tôi thấy giờ á, người ta nhìn cái bề ngoài trước. Người ta đâu có biết mình như thế nào đâu. Người ta tìm hiểu, người ta khám phá. Người ta nhìn bề ngoài, người ta thấy tôi vậy cái người ta quay lưng bỏ đi rồi sao? Thì bởi vậy bây giờ đi về make up lên cho tôi thật là đẹp, để có một cái buổi gặp lần đầu tiên thật là tuyệt vời. Ok không? Ủa là sao? Bà không có đi với tôi hả? Thì tất nhiên rồi. Không lẽ bây giờ bà đi gặp người ta rồi tôi kè kè theo bà, cái người ta sẽ nghĩ hai đứa mình là sao ta? Lét hả? Cái đồ quỷ dở hoài à. Thôi uống lẹ về nè. Đi về. Ê, nhớ báo kết quả cho tôi biết đó nha. Biết rồi. Giờ mấy giờ rồi ta? Ôi, sắp tới rồi. Rồi cảm ơn bà nhiều nha. Và dù tận thế cũng xin không rời, hãy yêu nhau đi, hãy yêu đi, ta có nhau đời thêm vui. Này em ơi, sao em cứ lo, xin đến xin đừng đắn đo. Mà nguyện ông ta sẽ kết đôi, nhân thế không còn đơn côi. Hãy yêu nhau đi, hãy yêu đi, tình yêu cho ta hương hoa cho bao câu ca vang lên trong tim mình, tình yêu cho ta hương hoa cho bao câu ca vang lên ngân nga trong tim mình.